Ôi con chuột. Bị mẹ đánh thì lại kêu đập chuột. Sĩ bộ đã thế nhá. Hiếu. Này, sao nhà cô không nằm lại ra nằm cổng thế này? Đất nhà tao, tao nằm đâu là quyền của tao chứ. Cô mà bị mẹ đánh không dám vào nhà thì có ấy. Ai bảo mày thế? Ê, cái gì tô đùng trên má kia? Ừ thì lúc nãy tao vồ con chuột, không may đập mặt vào cạnh bàn. Thế thì bây giờ tao thách mày dám bước chân vào trong nhà thì tao sẽ làm bài tập cho mày 1 năm. Tao đã phạt mày rồi mà mày dám vào nhà. Cái con chuột bên trong kia to nhỉ.